từng có lần phát biểu là khi phần nhỏ hỏi là nghĩ sao về cái ưu đại này, anh nghĩ gì nói, đối với Hương thì chỉ làm chặt sân khấu hơn thôi. Bây giờ quên lại phát biểu đó của mình. Ngay từ ngày đầu tiên đi hát là cái tư tưởng mà nhảy với dancer là gần như là không có. Cái nhảy độc lập mình, nhảy kiểu riêng của mình riêng đó, không giống ai hết đó. Là anh tự là quan sát sân khấu và tự làm chủ, tự nắm bắt hết tất cả mọi thứ. Từng có lần phát biểu là khi phần nhỏ hỏi là nghĩ sao về cái ưu đại này, không nghĩ gì nữa. Đối với Hương thì chỉ làm chặt sân khấu hơn thôi. Không bao giờ quên lại phát biểu đó của mình. Rồi nhiều năm liền cứ lì như vậy. Một ngày nọ được Lâm Thành Kim nói rằng là anh nên chọn một cái giải pháp khác, một cái bước chuyển khác thử xem sao. Thì năm đó anh tham gia cái bộ phim, tham gia cái lần trao giải điện ảnh Cánh Diều Vàng thì phải ở tại Sài Gòn, và anh được tổ chức mời và một tiết mục duy nhất. Thì họ hỏi là cái gì thì cô bạn với Kim thì nó chọn bài chuyển phim tôi, và anh đưa cái bài về Miss này cho cô nào bước nhảy đi. Thì Hưng không có khả năng mà nhảy theo họ được nữa đó. Cái em tự dựng tôi làm anh cũng bị cái kiểu của mình là anh sẽ biết cách biến hóa giả vờ là không lập đi theo các em thôi đó, chứ không làm được tập động tác theo là cái mặt Hưng rất là gian, lo nhớ động tác là sẽ quên cái này cái kia. Đêm đó là hình ảnh mọi những cái gì bước chuyển, những cái di chuyển của mình nó gần như là tăng điểm tuyệt đối trong cái đó. Thế là tôi nghĩ là đây là chứ không phải đâu nữa hết. Từ đó trở đi là làm việc với bước nhảy tôi cũng hay nói với em là anh là một học sinh ngu nhất trong cái lớp của cái dạy nhảy, học sinh cao biệt, nên là em phải kèm tối đa cho anh. Các em cũng rất là chịu khó, chỉ anh từng lấy từng tiếng một rồi như người sao mình không thấy được mình như thế đâu. Đó là em phải diễn tả chỉ tất cả mọi thứ rất là tận tâm, và khi đi diễn như vậy nữa thì luôn luôn chạy bài vỡ bài, không thấy được có gì đâu mà phải chạy cực như vậy, mà nó cứ vỡ bài, chạy chương trình, chạy đường dây cho bạn nào được hoàn hảo thôi. Đó là cái sự chuyên nghiệp. Thế vậy là cái gói tài trợ lớn của các nghệ sĩ dành cho các em chính là không đồng. 15 năm trước thì đưa một bài, đến lúc mình dancer tất cả ai cũng rất là máu lửa sung để mình dựng một cái bài gọi là hoành tráng để mình show off đẹp, nhưng mà mình không nghĩ lúc đó ca sĩ sẽ làm được gì. Có những ca sĩ như là người ta nhảy được thì người ta ok người ta đi, nhưng có những ca sĩ người ta không nhảy được thì đôi lúc người ta sẽ không thích. Thời trẻ thì tất nhiên ai cũng sẽ muốn là mình bung nhảy nhót, mình làm những gì mình thoải mái mình thích nhất. Còn nhưng mà cứ dần dần khi mà mình làm việc với ca sĩ ngày này qua tháng nọ thì năm này qua năm nọ, mình có thể nhìn thấy được khả năng của ca sĩ, người ta nằm ở đâu, và mình hiểu được cái tầm quan trọng là dancer và ca sĩ phải có sự hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Thì mình phải có sự dung hòa trong suy nghĩ và cả biên đạo để mình có thể là mình vẫn có thể thỏa được cái sự đam mê là mình nhảy, nhưng người nghệ sĩ đứng trên sân khấu tất nhiên ở một cái gọi là cái tầng lớp nào đó thì họ vẫn là trên dancer một mức, thì tất nhiên họ phải là người nổi bật, thì mình phải dựng như thế nào người nghệ sĩ phải nổi bật lên, và cả bản thân mình không phải lép trong cái vấn đề đó, và cái bài đó tổng thể phải đẹp. Thì cứ từng ngày thì tất nhiên tới ngày hôm nay thì mình phải quay cái ngược lại từ đầu một tí, là khi dựng một cái gì đó đôi lúc mình cũng phải ép buộc người nghệ sĩ phải hỗ trợ ngược lại mình. Khi mà anh Hưng nổi bật thì múa cũng tên play, Ngôn nổi bật múa cũng tên play, nhưng mà khi mà múa đẹp thì hai nghệ sĩ cũng bay hẳn diện. Nhưng mà nếu khi một trong hai mà có một người thấy ghê thì tất nhiên chửi là thằng biên đạo này dựng sao để ca sĩ quên bài, cái nhóm này thấy ghê quá để ca sĩ thấy bị chìm liền.